bò rừng điên cuồng tử chiến với bầy sói dữ, giải cứu con non khỏi kẻ săn mồi tàn độc. Không quá mạnh mẽ, không quá phô trương, nhưng loài sói vẫn luôn tồn tại vô cùng khôn ngoan, trở thành loài động vật ăn thịt hàng đầu suốt hàng ngàn năm nay. Chúng được ví với những sát thủ rừng xanh thứ thiệt, còn đáng sợ hơn cả hổ, báo hay là sư tử. Các con mồi khi phải đối diện với loài sói sẽ có cơ hội sống sót cực kỳ là thấp vì bản tính hung ác và gian xảo, kết hợp cùng với khả năng tổ chức săn mồi linh hoạt, nhạy bén của chúng. Bò rừng một mình chiến đấu với bầy sói đồng cỏ để bảo vệ con non. Sói đồng cỏ là loài vật săn mồi sống theo bầy đàn số lượng ít. Chúng có ngoại hình mảnh mai, nhỏ con hơn với sói xám, nhưng lanh lợi và tháo vát trong việc săn mồi, và là động vật săn mồi lành nghề và đáng nể trên thảo nguyên Bắc Mỹ. Chúng là loài thú ăn thịt tháo vát, lắm mưu mô và là kẻ đi săn gan dạ. Sói đồng cỏ còn nổi tiếng là loài vật rất thông minh và có khả năng thích ứng rất tốt nhờ được tôi luyện trong môi trường sống khắc nghiệt. Trong cuộc chiến lần này, những con sói đã phát hiện ra một đàn bò rừng béo bở, liền lao tới đe dọa truy đuổi. Đàn bò sợ hãi cuống cuồng bỏ chạy, và hiệu quả tất yếu là những con non chậm chạp sẽ bị bỏ lại và làm mồi cho những con sói. Tuy nhiên, may mắn cho con bò là bò mẹ đã quyết định ở lại bảo vệ dù bị áp đảo về số lượng. Những con sói hiểu được rằng một cú húc của bò mẹ sẽ gây tổn thương nghiêm trọng, nên tốt nhất nên tránh đụng độ trực tiếp. Thay vào đó, chúng bao vây, luân phiên tấn công nhằm phá sức bò mẹ và tìm cơ hội tách con bò con ra để giết hại. Chỉ cần con bò con bị thương, không thể tiếp tục chạy là bầy sói đã nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, kế hoạch đó khó có thể thành công vì bò mẹ chiến đấu vô cùng gay gắt, không để bầy sói có cơ hội tiếp cận con của mình. May mắn đã mỉm cười với hai mẹ con bò rừng khi cắt đuôi được bầy sói trong rừng cây rậm rạp. Thậm chí sau khi ra khỏi khu rừng, hai mẹ con còn bắt gặp một chú bò con khác cũng bị lạc bầy. Cả ba cùng nhau tìm đường hội tụ với đàn của mình. Ông đỏ hung hăng truy sát nhện sói. Nhện sói ngoài thiên nhiên hoang dã là một trong những thợ săn mạnh mẽ và nhanh nhẹn, có thị lực tốt. Loài này chủ yếu là sống đơn độc và săn mồi một mình thay vì tụ họp thành bầy. Chúng vừa là loài săn đuổi vừa là loài rình rập. Với tốc độ di chuyển cao cùng khả năng quan sát tinh tường, ít con mồi nào có thể thoát khỏi sự truy đuổi của nó. Một số trường hợp, chúng sẽ chờ sẵn những con mồi dại dột đi qua cửa hàng, bất chợt lao ra tóm gọn đối phương. Đáng sợ là vậy, con nhện trong đoạn video khó lòng giữ mạng trước sự truy sát hung bạo của con ong bé nhỏ. Đối thủ của con nhện sói lần này là loài ong nhện đỏ. Bên cạnh màu sắc rực rỡ nổi bật, thì đây cũng là một loài ong vô cùng độc đáo, với phương thức sinh tồn vô cùng tàn bạo và đầy rủi ro. Cái tên ong nhện xuất phát từ việc con ong nhỏ bé này luôn chọn kẻ săn mồi to lớn hơn mình gấp bội lần làm đối thủ. Loài này mỗi lần chỉ đẻ một trứng duy nhất, nên để đảm bảo con non của mình có khả năng sinh tồn, những con ong mẹ chuyên đi săn lùng những con nhện lớn. Việc này không hề đơn giản chút nào, con ong mẹ có thể mất mạng dưới tay kẻ địch nếu không cẩn thận. Tuy nhiên, một khi đã tiêm được chất độc tê liệt vào cơ thể đối phương, con ong coi như đã giành phần chiến thắng. Sau khi làm bất động con nhện, con ong sẽ đẻ trứng trực tiếp vào bên trong cơ thể kẻ xấu số. Ấu trùng ong con sau khi nở ra sẽ hút chất dinh dưỡng rồi ăn dần con nhện từ trong ra ngoài. Con ong sau khi trưởng thành tiếp tục vòng đời tàn bạo của mình. Bọ ngựa khóa cứng cổ họng kỳ nhông, biến kẻ đi săn thành con mồi. Bọ ngựa là loài côn trùng cỡ lớn, dài 40 cho đến 80 mm, có hai cánh trước và hai cánh sau phát triển rộng. Hai cánh sau trông như tấm kính và chỉ ở viền trước trên đầu mút. Cánh có màu xanh lá cây nhạt hoặc nâu nhạt. Dù sở hữu cánh nhưng đa phần bọ ngựa không thể bay, vậy nên khi gặp kẻ thù thì phương pháp phòng thủ duy nhất của bọ ngựa chính là tấn công. Con bọ ngựa này đang bị một con kỳ nhông chặn đầu định ăn thịt. Con bọ ngựa biết khó có thể chạy thoát khỏi kẻ săn mồi to lớn, nên quyết định ở lại đối đầu. Ngay khi con kỳ nhông phóng lưỡi ra để tóm mồi, con bọ ngựa nhanh chóng chặn lại, rồi dùng chân trước khóa cứng miệng của kẻ thù. Đôi chân trước của bọ ngựa có răng lưỡi kiếm, bờ trong có răng dùng để bắt mồi và chiến đấu. Ngay khi đã khống chế được con kỳ nhông, con bọ ngựa phản đòn, dùng bộ hàm sắc nhọn cắn rách miệng kẻ thù. Xui xẻo cho con kỳ nhông, bọ ngựa là một loài ăn thịt nguy hiểm. Cả con non và trưởng thành đều ăn các loài côn trùng nhỏ. Con trưởng thành thậm chí còn ăn cả nhím nhỏ, thằn lằn, rắn và cả chuột. Con kỳ nhông đau đớn vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của con bò ngựa. Tuy nhiên, đã quá muộn, kẻ đi săn bây giờ đã trở thành con mồi. Con bò ngựa chiếm thế chủ động,
quay lại tấn công tới tấp rồi giết chết con kỳ nhông khinh địch. Một trong những điều đặc biệt của bò ngựa là loài này không bao giờ ăn những con mồi đã chết. Chúng chỉ tung đòn hiểm để mà triệt sức con mồi, rồi ăn thịt khi mà kẻ địch vẫn còn đang thở và cảm nhận sự đau đớn tột cùng. Sư tử cái đánh ghen, châu rừng thừa cơ bỏ chạy. Một cuộc đụng độ không khoan nhượng giữa hai kẻ thù truyền kiếp, con châu rừng xấu số bị tách ra khỏi đàn và bị săn đuổi bởi 4 con sư tử. Trong chốc lát, bầy sư tử nhanh chóng cô lập và hạ gục con châu. Một khi con mồi đã ngã xuống, bầy sư tử lao vào đánh chén, từ từ thưởng thức bữa ăn. Trong khi bầy sư tử đang ăn thịt trâu, một con sư tử cái từ đầu đi tới, thấy đồng loài đang dùng bữa liền xà vào nhập cuộc. Có vẻ hành động này của con sư tử cái đã khiến cho con sư tử cái khác trong bầy không đồng tình. Sau một lúc gầm gừ bực tức, con sư tử cái bỏ miếng ăn, lao đến, dạy cho kẻ lạ mặt một bài học. Cuộc tử chiến giữa hai con sư tử cái diễn ra, nhưng con sư tử khác trông thấy cũng khó có thể tiếp tục bữa ăn của mình. Hai con sư tử đực cố gắng can ngăn nhưng không thành. Hai con sư tử cái tiếp tục cắn xé lẫn nhau. Nhân lúc bầy sư tử đang mải mê gây gổ, con trâu bị thương từ từ đứng dậy và bỏ chạy về phía đàn của mình. Cua khổng lồ kẹp chặt hàm cá sấu. Cá sấu con khi mới sinh kích thước rất bé, trông không khác gì một con kỳ nhông nhỏ. Trong những năm đầu đời thì loài cá sấu có thể bị ăn thịt bởi các loài chim hay là các loài động vật lớn hơn. Do đó, trước khi trưởng thành thì chúng thường phải sống chui sống lủi để mà bảo toàn mạng sống. Tuy nhiên, bản tính hung hăng háu đói của những con cá sấu hình thành từ rất sớm. Ngay khi phát hiện ra con mồi, chúng sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội săn đuổi và ăn thịt. Con cá sấu này vừa phát hiện một con cua lớn đang lang thang, liền lao vào tấn công. Một trong những kỹ năng điều luyện của cá sấu là cắn chặt tay rồi lật người để cắn đứt tay của đối thủ. Đấy, đây này, các bạn có thể nhìn thấy con cá sấu con giữ chặt càng con cua và lật mình. Tuy nhiên thì bộ hàm non nớt không đủ lực để mà phá vỡ lớp mai rùa cứng và cũng không thể giật đứt càng con cua. Kết quả là con cua chỉ bị lật ngửa lại chứ không tổn thương quá nhiều. Giận dữ, con cua phản công, kẹp chặt chiếc càng vào bộ hàm của đối phương. Con cá sấu đau đớn không thể khép hàm lại, quằn quại giữa mặt đất. Video đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nhé.